Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lĩnh Attila. Mình là Total War Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của các chiến binh Antei, mấy anh Nikolai Nyazepsov ở cái vùng phía đông của nước Nga, phía tây của nước Nga bây giờ ấy. Thực ra cái faction này nó chính xác nó là mấy thằng, mình nghĩ là nó là mấy thằng ngày nay là Ukraine ấy, bây giờ ấy. Đúng rồi. Vùng này bây giờ nó là Ukraine. Ở tập trước thì mình tiếp tục cái cuộc chiến và bắt đầu đặt chân được sang khu vực Trung Đông. Nhưng mà xem chừng nó cũng không dễ một tí nào các bạn ạ. Bây giờ thì nó có hai quân đoàn đang đóng trên đất của mình mà mình thì chưa thể tiêu diệt được nó. Hãy đuổi nó đi. Nó cũng chưa biết làm thế nào. Đánh nhau với bọn này thì thực ra mình không ngán, nhưng ngán cái xe bắn đá nó. Đấy. Chưa nghĩ ra cách đánh kiểu gì. Mình lại không có xe bắn đá loại to, bởi vì faction này nó không có xe bắn đá to. Nhưng trước tiên mình sẽ xử lý đốt cái thằng này đã. Dám lèo nhèo đất của mình. Quân đoàn này có thể là sẽ về nhà để mua thêm quân. Sao này? Set up a watch. Ships to port. Hết tiền rồi. Ready for orders. Nó đứng như này mình không đi được à? Quái nhỉ? Qua qua lượt đã. Chắc cũng không có việc gì làm. Gia tộc của chúng ta. Thể hiện lòng trung thành của bọn này. Mấy thằng này trung thành thấp vãi trưởng. Tướng 33 tuổi, đã có vợ. Đồ đốc. Ba mươi hai tuổi. Trừ một xảo quyệt, nhưng mà thằng này thông minh cộng một xảo quyệt. Khá cao này. Sáu tuổi, không có cái gì đặc biệt. Thằng đô đốc này sao nó lại cho các đàn bà con gái đi thuyết phục nó? Thằng tướng 47 tuổi, thẩm quyền cũng nhiệt huyết, kinh nhỉ? Tướng gớm phết 47 tuổi. Chỉ số cao ghê. Thuyết phục nó phát ạ. Rồi. Cái khu bên này đau đầu nhỉ. Có lẽ là tạm thời cứ qua lượt đi. Ngoại giao thì chắc không có gì. Thì vẫn đang cải tiến rồi, sợ. Trời ơi. Đánh nhau ở bên này vẫn loạn xạ thế cả. Thằng Hung Nô nó đứng ở đâu là bọn này hết lương thực ở đấy. Đánh sát Trung Đông là chúng ta sẽ rất vất. Bởi vì Trung Đông là khắc chế của Slaver luôn. Bọn Trung Đông nó được búp đam túc giáp khi đánh nhau ở sa mạc.
trong khi chúng ta thì lại bị trừ khi không đánh nhau ở trên đồng bằng, ở trên trên rừng, mà ở xuống đông thì làm gì có rừng. We have need for our armies to pass through your lands. Will you agree to this? Mấy thằng Ascum này. Nó đóng đến hai quân đoàn đây là mình hơi khó chơi. Bây giờ phải dành tiền để thuyết phục tổng hung nô nó tiếp tục nam tiến nữa. Để nó đánh xong mấy quân đoàn kia nó rút hết lên phương Bắc rồi. Nó không, hầu như nó không để lại quân ở, ở khu vực phía Nam nữa. Bỏ chạy à? À, nó xuống biển kìa. Ai dạ, nó lại đưa quân ra đây à? Ra lại khoản khối lượng lớn. Cán cân sức mạnh lại được tăng lên rồi. Thái tử mà chưa có nhiều thành tích lắm nhỉ. Phải đi làm cái gì để cho thái tử nó tăng ý ít thành tích lên chứ. Này lại chui xuống biển. Đã thế diệt cho bằng hết luôn. Có lẽ mình sẽ phải thành lập thêm một cái hạm đội gì đó nữa ở đây để phòng thủ khu vực này. Nâng cái cảng liền biển này lên tường cấp 4 là nó không dám công nữa. Cho lốt quân đoàn này sang đây, đã định ra đây đuổi nó, lại chạy mất. Xây lưng cái này để có thể xây tổ vật của sói á. Ai già, vùng nào có gỗ nhỉ? Tận dưới này có gỗ kìa. Phải ba quân đoàn mới đuổi hai thằng này đi nhá. Hoặc là phải thuyết phục hung nô thôi. Thuyết phục hung nô, chiến tranh với mấy thằng Trung Đông. Good wine to ease your throat and ripe women also. Thằng Thakunit là một này. Chắc phải 4.000 anh hung nô anh mới chịu rồi. Chúng ta phải tiếp tục cái chính sách này thôi. Ôi ôi, thằng hung nô này nó tham ăn quá, chết mình.
5.000, hình như mình còn không đủ 5.000 ấy. 4.900. Rồi ok, móm luôn. Nào, bỏ ra ít tiền nữa để thuyết phục thằng Hung Nô tiến hết số quân xuống phía nam. Một mình đi không đủ sức. Một mình không đủ sức để tấn công xuống phía nam. Ai ôi, thằng Sassanid nó sang tận Alexandria rồi à. Xong. Lại thêm một thành nữa cháy rồi. Và tác giả chính là Hung Nô. Úi trời, nó lắm thế. Bãi bơi đi đâu ấy? Bơi đi đâu mình cũng giết. Chắc phải cứ phải có 3 quân đoàn ở bên này, mọi việc cứ sẽ êm rồi. À, lại còn có thêm mấy cái thằng châu Phi này lại mò ra đây. Xem khả năng đàm phán hòa bình bớt rồi. Mình mệt quá. Vừa có một thằng nó le te ra đây. Lạ nhỉ, vùng biển này, vùng biển của mình sao không hồi quân? Tử. Bây giờ đang cần thuyết phục của Hung Nô tiếp tục nam tiến. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Nó lại không chiến tranh với thằng Sassanid đâu. Rồi. Cho nó nam tiến á. Nó kéo hết quân về mất rồi. Nó đánh thằng này rồi. Thằng này con tốt. Đúng rồi, chiến tranh này. Thuyết phục lốt nữa. Ba thằng kia nó còn mỗi thằng còn một thành. Châu Á còn một thành. Xong rồi tiến xuống đây. Chưa đủ khả năng kiểm soát. Mà cái chính là mình còn phải giữ cho cái tôn giáo của mình nó đạt đến mức 70% nữa cơ. Nó xây được cái đền thờ. Ready for battle. Can I assist? The ravens come. The
Chết, một thằng tướng. Chết một thằng tướng. Vùng này lương thực thiếu quá nhỉ. Đánh đêm luôn này. Sao này đánh đêm luôn. Kinh thật. Có thuyết phục anh hung nô lắm này. Sao thuyết phục được hung nô nó tiếp tục phía xuống phía nam bây giờ nhỉ? Chắc phải nhiều nhiều tiền thì nó mới đánh thằng Sasanit đó. Ít tiền quá nó không đánh nào. Chia mất thành này rồi, Alexandria. Thành Alexandria. Ôi dồi, hung nô đi đến đâu là tàn phá đến đấy. Kinh nhỉ, nó tấn công quân của mình liên tục. Slavenia đã bị hủy diệt. Ồ. Một phe phái đã bị hủy diệt. Mình sẽ đàm phán hòa bình với cái thằng Trúc Phi này xem. You have my attention. Now. Tự dưng nó chiến tranh với mình. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat. Hòa bình với thằng này. Đòi là ít tiền được mà. Chắc được 2.000. Được bao nhiêu thì bao. Dù sao thì nó cũng chả có chiến tranh với đồng minh nào của mình. Đỡ về chiến tranh nhiều. Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like a civilized man. Ai da, không chịu cả. Thêm khó. Ready for orders. Nó định tấn công cả nhưng mà nó lại không có quân. Warriors.
Mình sẽ cắm trại đây và giữ cho hai quân đoàn này của nó tấn công mình. Đứng ở đây này. Chỗ này có rừng cây. Đây. Có tiền rồi, nâng cấp nhà cửa tiếp. Rồi. Hết luôn tiền. Sắp có một chuyện đánh lớn ở đây rồi. Tình hình kinh tế của mình nó eo hẹp quá nhỉ. Nói chung thì bản này, cái chiến dịch này, nhiệm vụ thì các bạn biết rồi, chúng ta không cần phải chiếm nhiều đất mà. Chỉ cần xây được cái đền thờ là xong thôi. Nhưng mà chúng ta lại phải có tài nguyên. Những tài nguyên đấy thì không thể kiếm được một cách dễ dàng. Hay quá. Nó làm mình không có khả năng di chuyển đúng không? Và nó quyết định tấn công mình à? Mày thích chết à? Mình đánh trên sa mạc này là mình bị trừ rất nhiều mà. Nó cũng không phải là ngu đâu. Anh em đừng nghĩ nó ngu. Cái quân đoàn này cũng mới thành lập nữa, nên là hơi yếu. Đánh trên sa mạc này chúng nó được cộng điểm, mình thì bị trừ. Đó. Trận này nó chủ công thì mình cứ lùi lùi sâu sâu ở đây, bởi vì là hạn chế không cho xe bắn đá nó bắn mình nhá. Đánh châu xuống Trung Đông này, cứ có cái đội bọn xuyên to này là ăn đòn, là ăn được. Đội hình hình thang danh bất hư truyền. Kệ nó chứ, ngon thì vào đây. Chúng ta sẽ đánh ở đội hình dốc như này để giảm hiệu quả của kỵ binh đối phương. Mà đánh ở sa mạc này chúng ta bị lỗ mọi thứ luôn. Chán chứ nữa nó đâu. Cho mấy con ngựa mình nó lên ngắm cảnh thôi này. Kìa rồi. The enemy has been sighted. À, nó là chủ công mà, thì nó phải đánh trước chứ, lo gì. Xe bắn đá nó chạy không kịp thì kệ nó. Không quan sát được. Mình đứng lấp sau khe núi mà không quan sát được. Nó khôn thế nhỉ, nó cho ngựa hai bên. Mình không thể lùa được nó. Cho quân của mình phải chịu mất mấy phát đạn pháo rồi. Cái binh của mình thì không đủ tuổi để mà ăn mà đấu nhau với cái binh của nó. Nó cho thằng tướng bảo vệ hai xe bắn đá kia thì mình đỡ làm sao được. Bắn tên độc cho anh.
trong bắn tới rồi ấy. Ô, mình tắt búa phát huy thả nào nó không bắn. Nó bắt đầu cầu đá vào mình rồi. Không có cách nào. Áp sát đi, áp sát đi. Ồ. Bắn không tới mới đâu. Phát chưa ạ? Dừng tay. Chúng vào quân mình, bảo mẹ chúng rồi. Bắn con này. Riêng bọn người cận chiến này thì không sợ. Cẩn thận bắn tên chết con mình. Ghét nhất cái bọn xe bắn đá. Ồ, chúng ta bị chết nặng lắm. Chúng nó được búp, đánh trên sa mạc chúng nó được búp nhiều thứ quá. Tướng nó chết rồi. Tướng chết phát mất tinh thần luôn. May quá. Một chiến thắng dứt khoát này. Các bạn thấy chưa? Mặc dù lính của nó chỉ là lính củi thôi, nhưng mà cái lực lượng cái chúng nó đánh ở trên sa mạc nó được búp rất là ghê gớm. Quân của chúng ta mạnh như thế này mà cũng bị thương vong rất là nặng. Mình chưa truy sát được nhiều. Thế thì khả năng mình đập về thằng này rồi. Nó đánh kiểu này thì mình sẽ đập được thằng cắm trại kia rồi. Ồ. Chết rồi. Ascum sắp dẹo rồi. Ôi, sao mà thằng Suebi nó ra tận đây rồi này? Xong. Một thanh niên nữa đã ra đi. Suebi là thế lực lớn à? Kiểu gì thằng Suebi với thằng Sassanid thì làm sao mà nó hợp nhau được nhỉ? Chắc kiểu gì lại đánh nhau thôi. Chưa có đội tên kịch độc, nếu có tên kịch độc mà bắn hai pha chỉ cần hai loạt tên là nó đã chết gần hết rồi. Một phe phái đã bị hủy diệt. Điểm lành. Đầy quân nó.
starting out. Get moving. Không có xe bắn đá. Hình như nó không có xe bắn đá. How can I assist you? I could do. Còn một đơn vị quân mình không không quan sát được. The shadows will take them. It is done. Không biết đó là cái gì. Cho thái tử đánh trận này phát xem. What would you have of me? Warriors all. Nó sẽ có quân tiếp viện. Ready for battle. Ready for further orders. Kill them all. Dừng thưa, đúng rồi. Nó sẽ có quân tiếp viện vào. Phải chọn mãi mới được cái chỗ có dừng thưa. Rồi, tốt lắm. Nó cũng không có nhiều lính đánh xa đâu. Trận này chắc là ăn được. Tỷ lệ của mình thấp hơn nó, nhưng mà phải ăn. Chúng nó được búp để đánh ở trên sa mạc thì mình cũng búp được được búp đánh ở rừng thưa. Rừng thưa. À xa. Cho quân lên cái đỉnh đồi này mà đứng này. Cho nó chạy cho mỏi chân. Cho nó bắn mỏi chân, chạy mỏi chân luôn. Đứng kiểu này là chúng nó hơi khó chơi mình đấy. Bởi vì đây là một cái địa hình rất là trống trải, cao như này. Địa hình như này là địa hình dễ phòng thủ rồi. Kỵ binh của nó có lên được thì cũng rất là khó, bởi vì là đây. Kỵ binh của mình nói chung là không đủ tuổi để nói chuyện với kỵ binh của chúng nó. Thành thực mà nói là chúng ta phải chấp nhận điều đó. Có lẽ mình sẽ kéo giãn đội speed này ra một chút. Tương tự thế bọn này. Đến đây đi. Rồi. Có một cái địa hình quá là buồn cười. Chọn mãi mới được cái rừng thưa. Reinforcements, more for us to kill. Nó tiếp viện từ đâu nhỉ? Nếu hình như là nó tiếp viện từ bên cánh vào. We have sighted the enemy. Nhìn đi đâu? Bắt đầu bắn rồi. Mình còn chưa quan sát được quân tiếp viện nó vào từ đâu. Nhưng mà cái đồi núi này thì được ấy. Sao phải Thổ Nhĩ Kỳ lại có những cái vùng đồi núi cao nhỉ? À đây.
búp tăng tầm bắn lên. Không zoom được chứ. Chúng ta chơi độ khó huyền thoại không zoom được. Rồi, bọn này thì không sợ lắm như bọn tiếp viện này này. Hết rồi, không bắn được nữa. Hết cái bút tầm xa rồi, bắn được có một hay hai loạt tên trước rồi. Thế là đủ để cho nó dính độc à. Vãi, mọi bắn tên chúng của con mình à? Beware, our hidden units have been revealed. Ôi, thằng này chúng tên của con mình chết kiểu thế. Rồi dừng đi. Chúng tên chết nhiều lắm. Xe bắn đá dừng luôn. Cái này phải bắn từng đội một. Không tiếp viện của nó đâu, chưa vào đến nơi. Bắn cầu vồng đây. Tắt luôn. Cầu bắn dễ trúng quân mình lắm. Không chơi. Quân của mình thủ được mà. Không sợ. Bắn luôn. Ôi. Bắn kiểu mẹ đi chúng hết vào con mình này. Được rồi, cái thằng này bắn vớ vẩn lắm. Nó không bắn cầu vòng, bắn này nó bắn thẳng. Chúng ngay con mình. Cái chúng ta đang đánh ở địa hình gọi là rừng thưa nên là chúng ta được búp, quân của chúng ta cũng khá mạnh. Lùi xa một tí, kiểu bắn chết quân mình. Bắn đây xem trúng không, chắc không trúng được. Thế mà nó vẫn trúng vào mấy con ngựa ở đây. Bắn đây. Rồi. Bắn lại chúng nhau rồi. Bắn đây. Mệt lắm đấy mấy ông này. Vãi cả lúa bắn luôn. Bắn đi. Rồi, rồi. Bắn dễ trúng con mình lắm. Cho chúng nó lên hẳn trên đỉnh thì bắn cho nó khỏi fire wheel. Rồi,
Cứ bình tĩnh. Kinh thật, chúng ta được tăng đam, tăng phòng thủ cận chiến tăng. Ồ, được, được, tốt phết nhỉ. Bắn. Đứng trên đỉnh đồi bắn nhá. Rồi, bình tĩnh. Không cho viện của nó tiếp tục vào ấy. Vào đây. Rồi, ok. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Quân nó đang lên kìa, tôi rút đi. Bắn. Rút về đây, rút về đây. Bắn. Úp tầm bắn lên. Ôi ôi, đừng bắn thẳng, ghê lắm. Bọn này nó cứ bắn thẳng mình ghê. Bắn cầu vồng thôi. Lên đây, lên đây. Bắn. Rút lại đây. Ôi, mấy con ngựa này đánh nhau làm gì. Rồi, ok, dừng tay. Nó chạy rồi. Rồi, bắn vào đây. Bắn vào đây. Bắn đây. Kệ mấy con ngựa này, nó không làm gì đâu. Nó leo núi thì ăn thua gì. Bắn bọn này đi. Bình tĩnh. Chiến tranh không thể vội vàng được đâu. Bắn bọn này tranh. Đây. Cẩn thận chúng quân mình. Rồi, ok, tốt lắm. Ok. Ôi, bọn này bắn trúng độc cả quân mình rồi. Dừng, ok. Rồi, bắn thằng này được. Bắn thằng này. Bọn này bắn ẩu lắm. Bắn đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh. Đánh nhau kiểu này nó không thể đánh nhanh được. Chúng ta chơi nguyên là cung độc mà. Rồi, ok. Đánh nhau lặng này cho mấy thằng dìu ra đây ạ. Chỗ này nó có quá nhiều bộ binh. Cho mấy thằng dìu ra đây để hiểm trợ. Bộ binh đang xâm đến rất đông. Mà tiếc là mình không thể cho quân đánh để... Nó sát rồi thì cung độc của mình không thể tấn công được nữa. Nếu đánh nữa là nguy hiểm. Sửa bên này ổn rồi. Ồ.
Hy vọng là trụ được. Thôi đấy. Nó đã bỏ chạy rồi. Sốc vào cho anh. Úi dồi ôi, bị sốc phát này, mất tinh thần luôn. Rồi. Cộng từ hai phía thì nhanh mất tinh thần lắm. Lại cử quân lên tiếp à? Máu thế. Chúng ta có độ dốc. Đều phải xong đây. Ăn. Lùa cho nó cho anh. Hai đánh một à. Mấy cái thằng Trung Đông láo toét này. Mấy cái thằng Trung Đông láo toét này. Rồi, lùa hết cho nó cho anh. Cho nó thành ý luôn. Trời ơi, hai quân đoàn của chúng nó nói chung là cũng không dễ dàng gì ăn được trận này đâu. Chỉ vì sai một ly là chúng ta có thể đi ngàn dặm luôn, không phải một dặm. Sai một ly chúng ta đi ngàn dặm luôn các bạn ạ. Warriors all. Ready for orders. Leave none alive. Mày chưa chết à? Mày chưa chết à? Phòng đám tàn quân thì cho bọn này luyện cấp. Starting out. For the tribe. Ready for orders. Kill the cowards. Move out. Warriors all. Ready for further orders. Get moving, you wretches. Ready for battle. Đánh auto trận này tốn khá quân nhưng mà thôi. Đánh phải đánh, đánh cho nó nhanh. Là bởi vì mình hồi quân lại được. Mình không sợ. Giải quyết được hai quân đoàn này, may thế tự dưng nó lại đem quân ra đánh hết quân đoàn kia của mình. Nó khôn vãi lúa. Khôn quá cơ. Rồi bây giờ mình có thể phản công rồi. Đánh vào đây. Ở đây, thế là thằng Pontus dẹo. Cái làng này phải khôi phục à? Rồi ok. Thằng nào tấn công được anh nữa. Ok ok. Nó dồn hết xuống quân ở dưới kia kìa. Làm gì nhỉ? Định tấn công vào cảng này của mình à? À, dồn rất nhiều quân vào đây. Sửa đã để lâng tường lên đã.
Vậy cả nó lại đã. Không cho nó đi đâu rồi. Trời ơi, mình không nghe, mình hết tiền là nghèo quá. Nỗi nào không nâu. Mãi không chịu xuống đánh. We will talk and then we will feast. Bây giờ chỉ còn nỗi mỗi Trung Đông chưa đánh nhau. Còn mỗi thằng Sassanid này thôi. Thuyết phục được nó đánh Sassanid nữa là coi như mình hoàn thành kế hoạch. Nhưng mà gần này tiền chắc không đủ rồi. Chắc phải mười mấy nghìn, chắc mình phải tích tiền vài lượt rồi. Nếu thuyết phục được Sung Nô đánh Sassanid nữa thì chúng ta mới có thể yên tâm. Không lâm cái gì cả, dành tiền á. Rồi, một lượt đi tuyệt vời. Chúng ta đã làm được một cái việc quá tuyệt vời luôn. Kinh quá, nó đánh mạnh thằng Ascung. Ascung sắp dẹo mất rồi, thằng Sassanid thì ghê thật. Lại phải dụ dỗ anh Hung Đô tiến Nam tiến rồi. Không thì chết. Dụ dỗ anh Hung Đô Nam tiến. Định tấn công mình ai rồi, hai hạm, hai quân đoàn. Tấn công ở đâu của mình? Ôi rồi ngọt. Bọn này rất biết cách đánh nhau đấy. Thành của mình chưa nâng cấp được, cứ vào đánh liên tục. Mấy thằng La Mã à? Rồi lại có một trận phòng thủ tuyệt vời nữa rồi. Các bạn có thể thấy đấy, mình gần như không thể đi đâu được. Ngọn gió, ngọn thương của Ares, tên quân đoàn vãi chưởng thế. Ngọn thương của thần chiến tranh. Còn thằng này là ngọn lửa của thần thợ rèn, Fire of Hephaestus. Còn thằng kia là ngọn thương của thần chiến tranh. Kinh. Quân đoàn tên đặt nghe đã thấy chất rồi. Ây da. Ây da. Ôi cái thành kiểu này thì khó phòng thủ lắm. À đâu? Đây rồi. Có tường thành như này mà. Ôi giời. Thế này thì mỗi đốt cột điện rồi. Chỉ có duy nhất có 3 lối vào. Chặn cái lối này lại. Cho nó đi cái lối đằng này. Ok. Tưởng gì như cái thành này phòng thủ quá dễ luôn. Cung thủ tuyên lộc cứ đứng yên trên này mà bắn, không phải đi đâu cả. Thế thôi, nó chỉ tiến được vào ba hướng đấy. Đứng bắn ở đây luôn. Quả cần. Thế này được không? Ok. Tiếc rằng chúng ta chưa có nhiều cung thủ lắm. Sao chỗ này khó xếp quân ấy? Thành này giống thành của La Mã chưa sửa xong. Chật thế.
Shields up! Tiến từng bước một. Đây. Ok. Cổng này thì có chặn rồi, mình cho một thằng Spy đến đây cho chặn cờ thôi. Còn lại thì đội này chủ yếu để chống kỵ binh. Mà mình chưa cần dùng vội, chưa cần bổ sung sau. Chắc đã vào từ hai cổng này là chính, mình sẽ cho đội rìu đứng đây đã. Cái thành kiểu này dễ thủ mà. Rồi, còn đội còn lại đứng dự bị tướng, à vua cả. Ôi vua của mình đứng ở nơi nguy hiểm quá nhỉ. Son of Gordon đứng ngoài này. Và đi con. Trận này thì cung của chúng ta cứ để ơ. Vào đây. Cái quái nào lại đứng ở ngoài đấy. Enemy reinforcements have arrived. Survived it. With me beside you. Rồi, tiếp viện nó vào từ đâu ấy? Chưa thấy. Chưa nhìn thấy tiếp viện nó đâu à? Ở đâu thì các anh cũng chơi hết xạ kỵ à? Kỵ cung đánh thuê 34. Có mấy thằng quẩy đá là có gì đâu. Khả năng cao nó đánh ở chỗ này nhiều hơn. Chỗ này nó bị chặn rồi, nó không vào đâu. Thôi thanh niên chạy vào nhà đi. Anh hùng giúp cho anh. What the hợi, đừng có bắn cháy khu định cư của mình ấy. Bắn này, ôi cháy nhà mình nhó. Bắt đầu bắn tên độc rồi à? Bắt đầu bắn tên độc rồi. Bắt đầu bắn tên độc rồi. Vào đây con. Vào nơi chết sạch. Cháy gỗ khu định cư của mình. À, vẫn có thằng nó tiến vào hướng này à? Còn lại đâu rồi. Rồi. Không phải xoắn. Trộn trứng độc trứng lửa. Chịu được mấy nả. Hàng rào bị tấn công. Ok. Chúng độc. Chấp mày bắn tên luôn. The settlement is on fire. Run again. Ôi bắn đạn thường thôi. Đạn này chết hết quân mình, thấy hết nhà này.
Rồi, chúng độc mà chết rồi mày. The enemy is upon us. They're at the walls. The enemy is going for our general. Protect him. Tướng quân của chúng ta bị tấn công à? Tấn công bằng tên à? Chạy ra đây một tí đi. Ồ, mình nghĩ là mấy ông xe bắn đá này nghỉ cho khỏe. Trời ơi, đến đây thì ăn lo tiên độc. Liên tục dính tiên độc sống làm sao được. Ái giả ôi, đông lắm nhỉ. Đông vui nhộn nhịp nhỉ. Ờ, đông quá cơ. Cứ từ từ mà vào nhá. Cứ từ từ mà chết. Không gì phải vội. Rồi, cứ từ từ mà chết. Ô, mình chưa bật Spearman đây này. Rồi. Cái chúng độc mà chết. Chịu được mấy lả à? Chúng độc toàn tập. Bị chúng độc này chúng nó bị giảm tinh thần chiến đấu cực kỳ khủng khiếp luôn. Giảm tất cả các chỉ số luôn. Không những mất quân mà còn giảm tất cả chỉ số luôn. Rồi, ngon vào đây mà ăn. Ôi dào, đông thế. Làm gì mà đông vui nhộn nhịp thế. Đi đâu mà đông vui nhộn nhịp thế. Cho hai thằng này ra đây để bổ sung là lực lượng phòng thủ ở đây. Không sống nổi cái tên độc của anh đâu. Các bạn nhìn thấy không? Chúng nó trúng độc, đưa trúng độc thì nó chết rất là nhiều rồi. Nhưng không cần phải đánh. Không cần bắn đánh nó cũng chết mà. Đánh Slaver này thực sự quá khủng khiếp cái đội tên độc. Xong à? Bọn này trúng độc đồng loạt này thì xong rồi. Mày vào đây à? Vào đi. Có cái xe bắn đá kìa. Enemy units have returned to the battle. Một đạo của quân địch đã lấy lại được tinh thần này. Ra đây để chuẩn bị móc lốp xe bắn đá nó. Rồi bắn vào đây đi. Đúng rồi. Bên này chúng nó hết quân. Tướng địch đã chết. Ôi, con này bắn vòng ra đằng sau được kìa. Vãi lúa. Ấy, nó bắn một phát tên là cũng được rồi. Mình thấy chỉ có đúng duy nhất có một thằng nó bắn trúng thôi. Đấy. Rồi, chạy hết rồi. Tiếp tục dội độc vào. Ồ, xong. Rồi,
con. Má nhà, nó cầu đá vào mình. Mày cầu đây. Bọn này nguyên chúng độc chết rồi. Bọn chúng độc chết hết. Lại để lập đội hình nữa. Rồi là tiến lên đây. Trời ơi. Chạy đi đâu? Vòng vèo tốn xăng. Đằng nào chả chết mà. Trời ơi. Chúng độc từ bên ngoài này. Ôi trời ơi. Gặp phải Slaver nó bắn độc. Rồi xong rồi đúng không? Ok. Đi sát tàn quân. Thế thế à? Trèo lên đây tiếp đi xem nào. Rồi ôi. La Mã cơ. Bị quân độc nó bắn cho. Ôi dồi ôi, bọn này vào được đến nơi không là vấn đề. Vào đến nơi chết gần hết rồi. Tất cả đều bị trúng độc. Giờ khiến nên đỡ làm cái gì? Độc chứ có phải là sát thương đâu mà đỡ được. Mày đỡ vào, vào mắt rồi. Mà chúng độc thì nó giảm hết chỉ số giống như là đánh làm sao nữa. Không những gây sát thương. Úi giời. Úi giời. Mấy con ngựa ghê nó đang. Nó đi chăn, chăn quá. Xong rồi. Chạy hết rồi. Cho nó bắn thêm ít độc nữa. Chết càng nhiều càng tốt. Rồi, cho chúng nó trúng độc. Mấy cái đội ngựa kia nó cứ đi quẩy lung tung. Nó đi chăn bọn bọn bỏ chạy. Đấy. Rồi cứ để nó bắn bớt đã. Được thêm tí nào hay tí đó. Hết tầm bắn rồi. Rồi hết tầm bắn thôi. Rồi, ok. Một chiến thắng anh dũng. Trời ơi, 5.500 quân tấn công mình. Mình chỉ chết có 165 thằng, chắc khả năng chết nhiều nhất là do xe bắn đá. Chọn hồi quân thì chắc là mình đầy luôn rồi. Trời, nó tưởng mày thế nào? Tưởng chú thế nào? Thế thế à? Đánh thành của cung độc Slaver thì đánh làm sao được. Thằng này lại mò sang đất mình định kiếm chắc à? Mò đất mình kiểm tra tiếp à? Quân này đánh vào đâu, cho mày đánh luôn. Chấp mày đánh luôn. Màu mỡ 10. Mình đang cần phải lên ruộng. Tôi đã gom tiền để thuyết phục Hung Nô đã. Hung Nô ơi nào Hung Nô. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. Đánh nhau với Sasanit đi.
vẫn không chịu. Thế nào thì mày mới chịu đánh nhau với Sassanid bây giờ? Hình như mình có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Đúng rồi, Lake 57 tuổi rồi. Ready for battle. Warriors. Nhà vua đánh trận phải nói là đỉnh của các loại đỉnh luôn. 6 rồi. Hay quá. Chỉ số của nhà vua 73 tuổi chắc sắp dẹo rồi. Nhà vua sắp dẹo rồi. Ừ. Thái tử đánh đến không? À quên. Cho spy đi trước á. Quân đoàn của thái tử thì lại chưa hồi hoàn toàn. Nó cũng không có quân lắm đâu. Chắc auto được. Ơ ơ. Đây là quân đoàn. Không phải spy quái đâu, mình kích nhầm rồi. Quân địch nó ở đây này. Hai đội này thì gần dẹo rồi, không phải nghĩ. Cho thái tử vào ăn tí kinh nghiệm. Chạy ngũ ra rồi. Thành này đến giản easy mà. Không có quân mà nó chưa xây tường thành. Rồi, tiến từng bước một. Cẩn thận nó vớ vẩn chết thái tử, chết mình. Warriors all. À được, sửa công trình này đi. Ôi dồi ôi. Cái vùng này. Đây. Một trận nữa đánh với thằng Pontus là xong. Chưa tới. Đánh thằng Pontus một trận nữa là xong. Chiếm được ra đến đây thì mình sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực phía trên này luôn à. Chỗ này thằng Ascun đi đâu rồi? Ascun cái này bị dẹo rồi. Ready for battle. Ready for orders. Ascun nó có chiến tranh với cái thằng Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. My friend, you honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy, await your word. Thằng này chiến tranh với cả thằng... Thằng này thì không được rồi. Thằng này bây giờ nó tiến xa quá. Nó sang tận cả bên này rồi, 19 thành. Đất nó rộng ghê nhỉ. Mấy cái thằng sa mạc này thì mình không ngại lắm đâu, nhưng mà nó yếu thôi, nhưng mà ghét mỗi cái là mình không chưa tiến đến được. Thằng spy mình thôi. Mình phải đi do thám xem cái vùng nào là cái vùng có gỗ á. Chỉ biết nó ở khu dưới này mà không nhớ là thành nào. Không phải vùng này. Nếu không nhầm thì đâu đó chỗ này. Này làm sao mà đến bao giờ mới tiến được đến đây chứ nhỉ. Vùng đấy nguy hiểm.
Nguy hiểm cũng vẫn phải tiến thôi. Nhiệm vụ rồi. Không thể nào thuyết phục của anh Hung Nô anh tiến xuống. Nâng cấp tường thành lên đã. Ủa thống đốc ngon vãi trưởng. Tướng à? Lại chờ ít nữa để anh Hung Nô xem thuyết phục không? Nào mày đi đánh nhau, ngon mày đánh nhau đi, mày ngon mày đánh đi. Vào đất của anh định làm loạn à? Sao mấy thằng Hung Nô mãi nó không đốt hết cái vùng này đi nhỉ? Kéo rõ lăm quân sang đây mà chả đốt phá gì. À, cuối cùng thì thằng này cũng chiến tranh với Hung Nô rồi. À rồi ôi. À giả. Thế thì bọn mày ngu đòn rồi con ạ. Cuối cùng thì thằng này cũng chiến tranh với Hung Nô. Thế Hung Nô nó chiến tranh với cả thế giới rồi. Mỗi mình là không. Your men will turn the enemy's bowels to water. Come aid us in this war. Chỉ là mạnh tay thôi. 6.000. Không chịu. Can you not attack these folk? Ôi giời ơi, Hung Nô ơi này Hung Nô. Làm thế nào để anh có tiến công ở phía nam này? Kể ra bây giờ mà mình quay giáo lên mình tấn công lên phương bắc cũng được. Bởi vì nếu tấn công lên phương bắc thì mình có thể chiếm cái mỏ gỗ và mỏ kim cương ngay gần nhau. Nhưng mà như thế thì nghe nó không thích lắm, mình thích try hard thôi. Bởi vì là An Tây mà xuống châu Phi này là chúng ta bị trừ. Chứ rất nhiều. Nó thế này nó mới vui. An offer of peace from us should not be spoken. Không thể có hiệp ước hòa bình được. Chỉ có sự tiêu diệt của mày thôi. Kết thúc thời đại của mày luôn. Bây giờ có thêm mấy thằng Trung Đông nữa sao nó mới phơ mình. Mệt ghê. Tí Hung Nô nó phản đam cho thì lại chạy không kịp. Thằng kia nó mò lên đất của mình thì định đánh cái thành nào nhỉ? Kỳ hạn làm việc đã hết à?
chính sách 20 tuổi. Ôi dồi ôi, thằng này đúng là con ngoài giá thú, con rơi con vãi nhặt ở đâu ấy. Tuổi cũng được cho lấy chồng, cho nó về đội của mình phát đã. Thằng này à? Ừ được. Cho nó về đội của mình phát thì mình sẽ... Ô kìa. Nó tấn công mình là mình không di chuyển được này. Rồi. Thành không có quân à? Lego. Xong. Thành không có quân. Riêng cái đội cung thủ Laver nó mà chơi thủ thành tập xác định là thu phục được à? Không cần. Không cần thu phục. Cái gì đấy? Chì à? Chì. Ôi vùng này âm lương thực nặng thế, miễn thuế cho nó đi. Ôi miễn thuế thì mình mất nhiều tiền lắm. Tầm quan sát trên bản đồ chiến dịch cộng 20 cho tất cả chuyện di chuyển cộng 5% cho tất cả các quân đoàn. À. Cái vùng đấy tiêu điều à? Cho con này ra phát là đi được ngay, có gì đâu. Ready for orders. The old tracks are open to those who know the way. Darkness will fall upon them. Goddess, watch over me. For the tribe. I journey ever onward. Laying an ambush. Ready for battle. Chết rồi, chưa có cung độc. Chưa có cung. Đây cái này gọi để tuyển thằng quán quân nhỉ. Xây cái này để tuyển thằng quán quân đã. Nó thằng này nó mò mò đất của mình làm gì. Khả năng hơi khó thuyết phục hung nô. Hung nô nó bận với cuộc chiến của nó ở phía bắc. Và biên giới của mình chỗ đấy là an toàn rồi. Lương thực thì ổn. Nghèo quá, nghèo quá, nghèo quá, nghèo quá. Warriors all. Mấy thằng La Mã. Mấy thằng Trung Đông. Không quan sát được. Đây rồi. Đi dò cho anh xem là mỏ à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, để mình xem nào.
Ôi, đánh ra đây mới có gỗ. Được, 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 được. Biết phải làm gì rồi. Mình biết phải làm gì rồi. Mà nghèo bây giờ thành lập thêm một hạm đội nữa thì mình lại hết tiền. Bọn này dám đánh nhau với cả Hung Nô, liều thật. Quả này Hung Nô nó quay lại nó tẩn cho thì mày hết đường chạy con nhá. Quả này Hung Nô nó cai hết lại rồi. Bọn này chưa dám tấn công mình à? Nhát thế nhỉ? Mình lại phải tấn công sang tại cái vùng bên kia. Chưa thuyết phục được anh Hung Nô anh đánh Sassanid khổ ghê. Nếu nó đánh cái mạn trên kia thì cũng tốt rồi. Nó mất một quân đoàn phát nó sinh ra ngay một quân đoàn ngay trên đất của mình. Nó đốt hết cái phần phương Bắc. Lại vây thành của mình. Vây và không đánh. Tức thật, không đủ quân để đi đâu. Địa hình thảo nguyên cũng chả đáng sợ lắm, thực ra mình vẫn đánh được. Chả biết gì phải chạy. Nó hơi nhiều ngựa một tí. Khá nhiều ngựa. Khá nhiều lính đánh xa. Ở đây nó có một cái... Đây rồi. Nhưng mà... Dốc như thế này nếu mà là cung thường thì tốt này, nhưng cung độc thì lại rất dở hơi. Thế mới oái oăm. Cung độc thì lại bắn ngay vào quân mình. Thôi kệ nó vậy. Hướng bên đấy là an toàn nhất. Cái này thì nói chung là lính ngựa của nó sẽ hơi khó để tấn công mình. Do nó bị phải leo cao quá. Ơ à, nó ám sát chết tướng của mình rồi. Thái tử của mình chứ. Chết rồi. Càng ghê, càng thả nào nó dám tấn công mình. Mình hy vọng là chỉ về thành dưỡng sức và không phải là chết. Hy vọng là chỉ là về thành dưỡng sức. Chết thì đau đầu đấy. Chết thì đau đầu ạ.
ngắn nhất mấy cái thằng Trung Đông khả năng ám sát. So with that knowledge, do battle! Ready for battle! The bard shall sing of this day for generations to come, men! Chứ đó đánh chết đồng bằng mình bị trừ khá nhiều. Chắc chết chúng nó đâu? Mấy người La Mã rồi. Và chế độ khó huyền thoại nên chúng ta phải quan sát bằng mắt thường. Chưa nhìn thấy chúng nó đâu. Đây rồi. Chưa vào tầm bắn của pháo. Ok. Bình thường này. Bắn tên độc cho anh. Đúng rồi. Sao mày không bắn vào đây? Đây này. Rồi nhá, tắt fire vui vậy. Our general is under attack. Tốt rồi. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Tốt rồi. Đó, lùi lại, em ơi, lùi lại, lùi lại. Cứ lùi lại, bình tĩnh, kệ. Bình tĩnh. Nó rút ra kìa, bắn luôn. Rồi, cứ bắn bọn nó cho anh. Rồi, tốt lắm. Bắn vào các đôi lính lính xa nó cho anh. Ôi, nó đông thế nhở. Tấn công đằng sau mình. Nguy hiểm vãi, nhưng mà nó leo dốc, không sợ. Bắn đây. Ồ. Đội cung độc mà phải chống đến mấy đội tầm xa của nó thế này. Vô đây, mình bắn bằng hiệu mình. Sẽ phải khó mà. Thôi nhanh. Tụi này bị thương nặng lắm rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Rút lui khỏi chiến trường đi. Ây xà. Không sao. Giết thằng tướng của nó phát đã. Broken and running for their lives. Rồi, chẳng thể bỏ chạy rồi. The general has been killed.
Rồi, tôi nó chết rồi. Tiếp tục bắn vào đây. Cung độc của mình rồi. Nó đưa ngựa mình đâu nhỉ? Cái quái nào chạy ra tận đây này? Có mình không điều khiển à? Quên mất đội ngựa. Không phải trận này dễ thắng hơn đâu. Tướng nó chết rồi mà nhỉ? Tướng nó chết rồi. Lùi lại đây với thằng cung độc. Trận này thương nặng thế. Ai già được đấy. Ám sát thái tử của mình sao đầu lại quánh như này. Chém. A unit has used all available ammunition. Mấy con ngựa này, tinh thần chiến đấu đánh trên sa mạc giảm. Ghét ghê. Rồi, ra kia. Cứ đánh trên sa mạc mình, thực ra trừ các chỉ số tấn công mình còn không sợ bọn cái đạn nó bị trừ. Trừ vào cái leadership làm cho nó chạy nhanh, bỏ chạy nhanh lắm. Rồi, xong rồi. Thì thật, không biết có mất đơn vị quân nào không. Tại sao là mình luôn phải đứng ở trong thành là vì thế. Mình bị chỉ có sai một nước đi. Nhưng mà không biết thái tử mình chết hay là về thành dưỡng sức nhỉ. Ồ, may quá không mất đơn vị quân nào. Rồi, chắc đây là một trận đánh vì danh dự. Một trận đánh vì danh dự. Thằng này dẹo. Nó lại vây cái thành kia của mình. Cứ thế này thì lấy đâu ra quân để mà đi đánh nhau bây giờ. À, cử hai quân đoàn sang à? Mình xem lại xem nào, xem thái tử là bị chết hay là chỉ là về thành kiến thức. Nếu chết thì đây là đòn ám sát quả nói là hoàng tu đã bị tiêu diệt rồi. Lấy vợ à? Được. Thái tử đâu rồi? Ô, hỏng ăn rồi. Năm 9 tuổi. Chết rồi. Chết bố mất thái tử của mình. Cay à. Bị ám sát chết chứ không phải là đánh nhau chết. Bọn này nó ghê gớm thật. Warriors all. My skills are yours. I will tend to the needs of our warriors. Mày nó đánh thì chạy tiếp không? Sao không có cách nào không? Nó đánh thì chạy tiếp. Ready for battle. Bọn spy ở phương đông này gớm thật. Định đánh cái thành này mình à? Đây nữa.
Ăn được thì ăn đi. Lo nhất là bây giờ chúng ta không có quân phòng thủ. Phương Bắc này thì hết quân rồi. Mình có cần thiết phải giữ quân đoàn đây không nhỉ? Cả năm này phùng này cũng chả thằng nào tiến vào nữa. Rút bớt các quân đội xuống đây để thành lập thêm các quân đoàn mới hoặc là bổ sung đơn vị. Ở đây thì e là cũng không có thằng nào dám tiến nếu mà mình đánh được ở đây. À, ăn đắp được thêm công trình mới rồi. Tăng độ màu mỡ ấy cùng này ăn lóc vào công trình cuối cùng. Lương thực vùng này nhiều vãi trưởng. Hết tiền. Ô, vùng này chi phí nâng cấp thành rẻ thế. Ơ, nó có công. À đây nó có cái này. Phí xây dựng trừ đi 20%. Thằng nào rẻ thế. Xây thêm một cái ruộng nữa đây là đẹp rồi. Alo, hôm nay là phải có thức ruộng. Và cái này. Ôi, hết tiền. Hết tiền, nghèo thực sự. Thực sự rất nghèo. Nó có thể lên được đến đây được không? Quá xa để mà chúng nó có thể di chuyển lên. Trừ khi mình chiếm được cái vùng này đã. Càng ghê. Thua thì không thua nhưng cũng không lên được. Không lui, không phải lui nhưng mà cũng không tiến được. Đây rồi, mục tiêu của chúng ta là đây. Cái vùng này thì không cần. Kiểm soát cái làng này đã. Lại tụt do chúng ta xây dựng cái công trình mới lên, chiếm vùng đất mới lên. Rất là đau đầu, mệt mỏi. Thirsty for battle. Mình nghĩ là mình rút quân đoàn trên này xuống được. Ready for orders. Quá nhiều quân đoàn trên này. Quân đoàn này tinh giản lượng đồn trú. Chắc chắn là mấy thằng này thì không cần. Thế. Căng thật. Chiến tranh ở khắp mọi nơi. Thuyết phục cả Asku về đánh nhau thằng này xem chịu không. The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, the necessary burdens of diplomacy. Nó đang đứng khuyền ngay đấy rồi, nếu nó tiếp viện cho mình thì ngon quá. Kệ nó cứ qua lượt đã xem thế nào. Thống đốc. Thống đốc già phết rồi. Chó là công. Ăn làm sao được mà ăn. Ai già ơi, quân của chúng nó phía bên này đông lắm.
tiến được sang đây cũng là cả một vấn đề đấy. Và với việc chúng nó dám tấn công cả một quân đoàn full của mình đang phòng thủ thì chúng nó không phải là dạng vừa rồi. Tiếc nhất là ám sát thái tử chúng ta bị ám sát, mà bây giờ mình kiếm đâu ra một cái thằng kế vị nó ngon ngon thế này. Kinh, bọn này phản công ác nhỉ. Ai à? Nào mình cũng sợ lắm. Hung nô thì nó cứ đứng ở đấy thì bọn này cũng không thể tiến được sang đất của mình. Lại có một thêm một quân đoàn hung nô nữa được sinh ra. Trừ khi nào Attila chết thì mới hết thôi. Còn bọn này cứ ở đấy mà ảo tưởng. Ui dồi. Tấn công luôn à? Rồi. Có 3 đội cung thủ là được à? Hoàn toàn anh có thể đỡ được mày. Mày. Mình nghĩ là đủ sức dồn quân xuống đây để đánh nó. Nó có 3 cái xe bắn đá. Nhưng mà cái thành này của mình nó dạng thành to kìa nhỉ. Nó làm gì có cách nào kiếm xe bắn đá nó bắn vào à? Thành to nhưng mà rất là lo do. Thành rất vớ vẩn. Nó sẽ bắn vào đây. Thôi được. Ngon thì cứ việc bắn. Xem bố trí cung thủ ở đâu. Để đơn giản đâu. Thành này quá khó để phòng thủ. Mình không triển khai ra cái vùng nước đấy được à? Mình speed của mình khá nhiều. Nói chung để mà nó đánh thì chắc cũng hơi khó để có thể tấn công được vào thành của mình. Mình cứ dàn quân đây thôi. Đứng ngoài tầm bắn của pháo binh nó là được. Nó vào đến nơi đó rồi chiến tiếp. Vẫn trong tầm bắn của pháo nó ấy. We'll kill them all. Nó sẽ di chuyển hướng nào nhỉ? Nếu nó vào được thành thì nó sẽ phải di chuyển hướng nào? Hướng này là một này. Chắc nó sẽ di chuyển hướng này là nhiều nhất. Nó muốn vào gần nhất thì nó chỉ có hai lối này vào thôi. Khả năng mà nó đi đường ngoài này vào thì hơi thấp. Đúng không? Ngoài.
ba núi này thôi. Làm quân đây đó, mình có thể dễ dàng kiểm trợ hơn. Mình cho kỵ binh đứng đây nhé. Cung thủ thì nếu nó phá cái lối này vào thì nó đi vào đây à? Để xem phải đặt cung ở đâu là một cái quan trọng nhất. Những trận đánh như thế này là tỷ lệ thắng của mình hơi thấp, là mình phải xem đặt cung ở đâu để bắn, đặt cung ở đâu để bắn hiệu quả nhất. Rồi đấy. Ăn đi cu. Đi luôn khẩu pháo mình. Tẩm bãi trưởng. Thôi à. Đứng vào đây. Nhiệm vụ của nó là phải chiếm được cái cổng. Xem nào, tầm bắn vô cùng. Ready for battle. Melee warriors. Đội cung này phải đứng ở vị trí này thì mới hợp lý để nó bắn cầu vồng. Nếu không là nó sẽ bắn trúng quân mình. Đây nhá. Được rồi. Dứt khoát không được bắn thẳng. Nhanh lên cu. Để anh xem mày mạnh cỡ nào. Rồi, cứ để nó treo thang vào đi đã. Rồi, ngựa thì cứ đứng ở ngoài mà ngắm cảnh nhá. Rồi, cứ fight cool được. Tập này thì cứ fight vui được, chúng nó chưa vào gần thì cứ fight vui được. Cứ fight vui đi. Mặt chậm mãi luôn. Sổ tên bay cầu vồng. The enemy have captured the gates. Được. Xem còn được mấy thằng trông vào. Được, để xem được mấy thằng chưa xông vào được.
sembra di tanto vario. Tiến vào theo cả cổng này nữa kìa. Bắn vào đây. Từ từ đứng đây đi. Từ từ đứng đây đi. Ôi dồi. Bắn vào đây. Đúng rồi, bắn vào đây. Múc tầm bắn lên thì bắn chứ. Đây, cứ bắn vào đi. Ôi dồi. Dã bọn này cho nó trúng độc âm ý vào. Tưởng nó chưa chết cả. Vãi nhỉ. Vào đây. Phát nữa thôi, không kẹo cẩn thận chúng con mình. Nhanh. Bắn đội speed này, nó chưa kịp. Rồi, không bắn nữa, chúng vỗ vào đội lính của mình rồi. Bắn vào đây. Chúng lính của mình rồi đấy. Ôi, pháo nó lã được vào đây kìa. Tay thật chết với mình nhiều quá. Bắn vào đây. Sợ. Bắn đây xem nào. Bắn. Ăn luôn. Rồi, hay quá. Bắn đây. Nó lính kiếm và mình lính speed này thì mình hơi đuối thật. Rồi, đủ trúng độc là được rồi. Rồi, cái binh của mình đâu rồi? Lùa xe bắn đá nó. Làm thế nào để bắn được cái thằng ở ngoài này nhỉ? Bắn đi xem nào. 5 ăn 5 thua phát này. Their general is dead. A lethal blow. Ôi, chúng quân mình rồi, giết ngay. Không được rồi, nó áp sát quá rồi, không thể bắn. Rồi, ok. Chắc không sợ đâu. Một phát đấy là đủ rồi. Chạy à? Không sao. Đây, bắn vào bọn này. Chúng nó chạy càng tốt. Bọn bỏ chạy này càng dễ bắn. Chạy. Đúng rồi. Trời ơi. Tưởng mày thế nào? Tưởng các chú thế nào? Một chiến thắng anh dũng nữa à? Chỉ có 200 quân hy sinh thôi. À đâu, đáng nhẽ mình phải hủy nốt mấy cái xe bắn đá nó chứ nhở? Ngu đòn rồi. Mày tưởng công thành của anh mà ngon à? Mỡ đấy mà hút. The people will turn to the legions and they will set their swords to your chiến tranh.
Lại đây cái thằng châu Á này, diệt luôn. Mày ngon lắm tê. Ôi ôi, gián điệp. Gián điệp của nó đông vãi luôn. Xử lý được cái vùng biển này thì cũng vất nhỉ. Cho bọn La Mã. Thuyết phục anh Hung Nô vậy. Có lẽ Hung Nô dễ thuyết phục hơn. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. 3,000. Không chịu. Rồi. Hung Nô ơi, tiến xuống đây đi. Mình có quân đoàn đâu đó trên này mà. Có khi mình rút bớt quân ở đây đi nhỉ. Kệ nó chứ, nó đánh được ở đấy thì nó đánh. Chứ để quân hết đây phí quá. Trưởng thành cấp 4. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.